Mến chào anh chị đến với chương trình audio Tâm sự cùng cô Lanh. Chuỗi audio được thực hiện với mục đích đồng hành cùng với anh chị, chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, chữa lành vết thương tâm hồn và giải đáp những thắc mắc trong cuộc sống. Và chủ đề cô Lanh muốn gửi gắm tới các anh chị ngày hôm nay là con hãy sống cuộc đời là chính con. Trong một bức thư được viết bởi một bạn trẻ đang theo học đại học và gửi đến cha mẹ của mình, có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc như sau. Bố mẹ ơi, con muốn bỏ học. Con chán phải học cái chuyên ngành này của con lắm rồi. Con không muốn cố gắng nữa, nhưng con cũng không biết phải làm gì tiếp theo cả. Con không biết con thích điều gì, đam mê của con là gì. Con cũng không biết con là người như thế nào nữa. Con đang rối loạn với những suy nghĩ và cảm xúc chạy trong người con, mẹ à. Nhiều khi con ước được như cái Lan, mẹ nó là giáo viên nhẹ nhàng và tâm lý. Mẹ nó luôn quan tâm đến những cảm xúc vui buồn của nó và luôn tìm cách để thấu hiểu. Nó hay tâm sự với mẹ nó như tâm sự với một người bạn. Nó lúc nào cũng tự tin thể hiện tất cả con người nó, ý kiến và cảm xúc của riêng nó. Nhưng con thì không, mẹ à. Đây không chỉ là tiếng lòng của bạn sinh viên trong bức thư trên, mà còn là tiếng lòng của vô số những bạn trẻ khác khi đang phải đối diện với sự vô định trong cuộc đời của mình. Các cha mẹ có biết không, con cái của chúng ta đang đứng trước cánh cửa của cuộc đời, nơi mà từng bước đi đều đòi hỏi sự quyết đoán và sẵn sàng đối mặt với những thử thách. Đôi mắt nhỏ bé của con vẫn đang bừng sáng trong khát vọng khám phá thế giới xung quanh, nhưng dường như con cũng nặng nề bởi những áp lực vô hình mà cha mẹ và xã hội đặt lên vai con. Cha mẹ vốn vẫn luôn mong muốn con có một cuộc sống tốt hơn, được hạnh phúc hơn. Nhưng đôi khi, chính sự quan tâm ấy đã biến thành những kỳ vọng nặng nề. Chẳng hạn như con thích để tóc dài, nhưng cha mẹ lại muốn con để tóc ngắn. Lý do vô cùng đơn giản, đó là tóc ngắn thì gọn gàng, dễ gội, dễ chải, nhanh khô. Và vô vàn các lý do khác hết sức lý trí từ cha mẹ đặt ra. Nhưng có lẽ cha mẹ đã quên đi mất một điều, đó chính là cảm xúc của con, rằng con là con gái, con cũng ao ước mình được để tóc dài. Chỉ với một vài câu chuyện nhỏ thôi, nhưng con cảm thấy mình bị buộc phải làm như thế này, phải làm như thế kia để thỏa mãn lòng mong muốn của cha mẹ. Bởi vì đó là điều cha mẹ muốn. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, con luôn phải cân nhắc, sợ rằng nếu con không làm theo, con sẽ bị phản đối, bị chì chiết, rồi bị so sánh với con nhà người ta. Con biết rằng cha mẹ yêu con, nhưng đôi khi con thấy mình chỉ là một dự án phụ, một phiên bản cải tiến của những khao khát mà cha mẹ không thể đạt được. Cha mẹ muốn con học giỏi, trở thành người hạnh phúc, thành công trong xã hội. Nhưng liệu cha mẹ có biết rằng con cũng chỉ là một đứa trẻ, con cần được yêu thương, được coi trọng vì bản thân con, chứ không phải vì những thành tựu mà cha mẹ đang mong đợi. Có phải trong số các cha mẹ ở đây đã không ít lần nói với con những câu nói có tính sát thương như thế này? Mày ra mày nhìn con nhà người ta kia kìa. Sao mày không được như con nhà người ta? Con nhà người ta đỗ trường này trường kia, còn mày thì chả được cái tích sự gì cả. Những câu nói như này như lưỡi dao đang cứa dần cứa mòn vào tâm hồn non nớt của con. Con bị tổn thương và đau đớn nhưng lại chẳng thể giải bày cùng cha mẹ của mình. Từ lâu, tiêu chuẩn con nhà người ta đã ăn sâu vào tiềm thức của các bậc cha mẹ. Nhưng cha mẹ có biết không, cụm từ con nhà người ta là cơn ác mộng với tất cả con trẻ. Sẽ chẳng có một đứa trẻ nào thích mình bị so sánh như vậy. Một số cha mẹ cũng biết rằng mọi so sánh trên của cha mẹ đều là khập khiễng và không công bằng với các con. Nhưng các bậc làm cha mẹ vẫn không tự nhủ được lòng mình mà vẫn tiếp tục so sánh con mình như vậy. Từ cân nặng, chiều cao, điểm số, cái gì cũng có thể trở thành vấn đề để các bậc cha mẹ đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều người ngây thơ nghĩ rằng so sánh là cách để con nhìn lại bản thân đang yếu kém ở đâu mà phấn đấu. Nhưng thực tế, liệu có phải như vậy không? Một đứa trẻ suốt ngày bị so sánh, chê bai, chỉ trích thì đương nhiên con sẽ mặc định trong đầu rằng bản thân mình kém cỏi, mình không tốt, mình không đủ giỏi. Con sẽ tự hình thành tâm lý tự ti, nhút nhát. Con bó hẹp bản thân trong cái vỏ bọc mà không dám thoát ra ngoài. Trong cuộc sống,
Các con cũng thường bị đặt vào các khuôn mẫu và hệ thống quy chuẩn xã hội. Như hàng triệu bà mẹ Việt Nam khác đi làm về, câu đầu tiên bước vào nhà là: có bài tập về nhà không con? Học chưa con? Học chưa hả con? Hồi mẹ bằng con là không ai nhắc đâu nha. Nhắc đến điều này, tôi lại nghĩ đến trường hợp của một bạn ở tại công ty của tôi. Bạn là con của một nhà giáo ưu tú, nhưng tuổi thơ của bạn trải qua đầy những khoảnh khắc nỗi đau uất ức chỉ vì quy chuẩn xã hội gắn liền với danh hiệu con nhà giáo. Ở nhà, con phải đối mặt với áp lực, con cần phải học giỏi hơn bất kỳ ai trong lớp, bởi nếu không sẽ gây thất vọng cho cha mẹ. Việc này tạo ra sức ép lớn cho con và đặt ra câu hỏi về giá trị của mình trong cuộc đời này. Đến trường, áp lực vẫn còn đó, khi con luôn phải là tấm gương cho các bạn từ thành tích, tác phong đến đạo đức, lúc nào cũng phải chỉn chu. Con phải tuân thủ khuôn mẫu con ngoan, trò giỏi để đáp ứng mong muốn của cha mẹ và thầy cô. Những áp lực và khuôn mẫu của xã hội không chỉ ảnh hưởng đến con, mà còn đang tồn tại và gắn kết rất nhiều với người khác. Có không ít những đứa trẻ được định hình dựa trên những tiêu chuẩn, những định kiến, những giáo điều chung của xã hội. Điều này khiến cho các con mất đi sự tự do, đánh mất đi con người thật vốn có của mình. Cha mẹ cần nhận ra rằng con là một bản thể duy nhất, mang trong mình những đặc điểm và khả năng riêng biệt. Không phải tất cả chúng ta đều phải tuân theo một khuôn mẫu cụ thể hay đáp ứng một tiêu chuẩn cố định. Việc áp đặt quy chuẩn này không chỉ hạn chế khả năng phát triển của con, mà còn làm mất đi sự sáng tạo, sự đam mê nhiệt huyết trong con. Thành công không đến từ việc tuân theo những tiêu chuẩn chung của xã hội, mà nó đến từ năng lực thực sự và sự kiên trì của bạn đến đâu. Điều quan trọng là cha mẹ nên khuyến khích con tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, tự do thể hiện bản thân mình theo cách độc đáo và riêng biệt của mình. Hãy để con được là chính con, một bản thể thiêng liêng và đẹp đẽ nhất của cuộc đời con. Đó mới chính là cách để con có thể phát huy được tối đa tiềm năng của mình. Hãy nhìn vào những hình mẫu như Steve Jobs, người sáng lập Apple, người không chấp nhận những quy tắc truyền thống và liên tục đặt ra những câu hỏi thách thức về thế giới công nghệ, hay Albert Einstein, nhà vật lý vĩ đại, từng bị đánh giá là kém cỏi, chậm hiểu trong học tập, nhưng ông đã vẽ ra lý thuyết tương đối và thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về vũ trụ rộng lớn. Không gì là không thể. Hãy giúp con tin tưởng vào bản thân mình và giúp con tự định hướng cuộc đời theo cách mà con muốn. Đôi khi con có thể gặp khó khăn và thất bại, nhưng đó là cách con học hỏi và trưởng thành hơn. Điều quan trọng là con không từ bỏ niềm tin vào bản thân và khao khát thay đổi. Khi con xác định được con đường, mục tiêu và cố gắng hết mình, thì con sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Hãy sống là chính con và tỏa sáng trong cuộc đời này. Nuôi dạy con không phải là nuôi dưỡng một bản sao thu nhỏ, mà là một linh hồn sống động riêng biệt, có cá tính, quan điểm, ước mơ riêng. Hãy dùng tình yêu thương, sự kiên nhẫn, dạy bảo từ cha mẹ để giúp con sống không phụ thuộc. Hãy cho con biết rằng cha mẹ luôn ở đây, luôn bên cạnh và đồng hành cùng con. Thấu hiểu tâm lý của con chính là chìa khóa để gắn kết con với cha mẹ. Hãy để con tự do bay lượn khám phá cuộc sống của mình, để con trải nghiệm và học hỏi từ những sai lầm, và để con sống cuộc đời là chính con. Sự độc đáo của con là điều đáng quý nhất, cha mẹ nhé. Nếu bạn thấy audio này mang lại nhiều giá trị và bài học ý nghĩa, hãy chia sẻ cho những người xung quanh và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận audio từ cô Lanh mỗi tuần nhé. Biết ơn, biết ơn, biết ơn.